đường dài tương lai quê hương đang vơi bời. Tuổi trẻ hôm nay chúng ta xây ngày mai, dù lên dương hay xuống biển, vừa bao giờ vừa gian khổ, tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bàn tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trình nhìn một tất cả các anh chị có mặt trong đây ngày hôm nay. Thưa tất cả các anh chị, đúng một năm trước đây, ngày 12 tháng 6 năm 2015, bằng tâm huyết và mong muốn chia sẻ các kiến thức về quản trị cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam, anh Nguyễn Hữu Long đã tạo ra Group phát triển doanh nghiệp Việt với mục tiêu nâng cao năng lực tư duy, năng lực quản lý và lãnh đạo cho các nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam thông qua một diễn đàn thân thiện, gợi mở, chân tình. Đó cũng là nơi quy tụ các nhà quản lý và doanh nhân gần gũi về hệ giá trị cốt lõi để cùng chia sẻ, học hỏi, tích cực, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về quản trị và quản lý doanh nghiệp, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt. Trải qua một năm hoạt động, cho tới nay, Group phát triển doanh nghiệp Việt đã có gần 4.800 thành viên với hàng ngàn bài viết chất lượng, với 16 offline ở cả hai miền Nam và Bắc. Đó là một sự nỗ lực không nhỏ của các thành viên nhằm đánh dấu một chặng đường đã qua và cũng là để họp mặt các thành viên và tạo cơ hội kết nối giữa các thành viên với nhau. Hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2016, chúng ta cùng có mặt ở đây để kỷ niệm một năm ngày thành lập Group. Đó chính là lý do của buổi tối hôm nay. Xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả các anh chị có mặt trong đêm gala ngày hôm nay với chủ đề Hãy cùng nhau thắp lửa. Xin thưa tất cả các anh chị, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng cũng mời các chị cùng hướng về sân khấu để cùng xem lại những hình ảnh hoạt động của tất cả chúng ta trong suốt một năm vừa rồi với 16 offline ở cả hai miền Nam và Bắc. Xin được trân trọng kính mời các anh chị. Tất nhiên là tôi sẽ không làm hết được. Nếu không khỏe
Quỳnh Trần, Nguyễn Hoàng Văn, Nguyễn Đình Long Di, Vũ Phạm, Võ Thái Long, Lâm Hoàng Nam, Giáp Đông Bảo, Phùng Lê Lâm Hải, Nguyễn Quốc Do, Mai Trương, Lê Duy Nguyễn, Ngô Xuân Thủy, Nguyễn Thu Hương, Thanh Trần, Lê Võ, Hoàng Báu, Nguyễn Tông Ngọc, Tông Đông Duy, Khánh Linh, Trúc Hà, Phương Thảo, Hồng Yên, Trần Thanh Loan, Trung Nguyễn Nguyễn, Hà Phúc, Ánh Tinh, Đỗ Trung Sô, Lên Giang, Phương An, Nguyễn Đông Tâm, Trang Nguyễn, Thọ Liên Hồ, Ngọc Thanh, Trang Kiều Khúc, Xuân Vũ, Võ Sĩ Đạo, A Lê Trần, Thu Hiền, Lê Trường Trinh, Gia Lê Phạm. Rất xin lỗi những số tên ai vì tên thật hết. Xin một tràng hút tay để cho dân những con người này. Tôi cũng xin cảm ơn ban quản lý nhà hàng, các bạn phục vụ, âm thanh ánh sáng, các bạn phục vụ ban. Xin cảm ơn các nhà tài trợ. Tôi phải đọc tên các nhà tài trợ: Tùng Phạm Mạnh, Hương Vô Biển, Từ Vi, Nga Thanh Phạm, Ngọc Mai, Nguyễn Hoàng Nam, Hồng Long, Nguyễn Xuất Đăng Bảo, Quỳnh Trần, Nguyễn Hữu Quốc Tâm, Vũ Dũng, Ngô Đình Nghĩa, Nguyễn Hoàng Phong, Mẫu Hoàng, Lê Thanh Nhàn, Minh Ngọc, Quỳnh Đình Dũng, Dinh Trần, Lý Liên Nguyễn, Hồ Văn Khỏe, Hồ Bình Chính, Nguyễn Hồng Tháp, Công ty Cung ứng Việt Nam, các bạn Thắng, bạn Thương, bạn Nam, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hồng Dung, Trang Lan, Công ty Lộn Xong, Lê Quốc Thảo, Trương Mai, Mai Trương, Nguyễn Thị Thùy Vân, Hoàng Thị Thương Hải, Đặng Võ Hồng Hạnh, Đỗ Đăng Dương, Nguyễn Thị Huyền, Dung Trần, Võ Nghệ Thi Á, hai em, Thu Nguyên, Nguyễn Hồng Cúc, Nguyễn Bảo Châu, Khang Bùi. Chúng ta tràn hút tay để tri ân những con người này. Tôi cũng rất vui mừng khi tất cả các thành viên từ các tỉnh thành về đây, đặc biệt là những thành viên từ rất xa như Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình, Nha Trang, Gia Lai, Kon Tum, Long An, Biên Hòa, Vĩnh Long và các nơi khác tôi không thể kể hết. Xin chúng ta cho một tràng hút tay cho tất cả những bạn nha. Chúng ta sẽ có một kỷ niệm đẹp đêm nay, một đêm có thể là không ngủ, một đêm nồng nàn tình bằng hữu, tình anh em trong gia trình phát triển doanh nghiệp Việt. Xin chúng ta một tràng hút tay cho tinh thần này. Anh chị em thân mến, ngày này cách đây tròn một năm, tôi cũng đã có một đêm không ngủ. Tôi trằn trọc suy nghĩ không biết ngày mai, ngày 12 tháng 6, 2015 là ngày sinh nhật của tôi sẽ biết gì, tôi sẽ biết gì. Đã từ lâu đã ấp ủ trong lòng tôi một suy nghĩ là sẽ trả ơn cho đời bằng cách nào? Bằng cách là xây dựng một group trên Facebook và chia sẻ miễn phí những kiến thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm của mình trong suốt 30 năm mà tích lũy được từ môi trường đăng gia đến là các công ty Việt Nam. Và cái suy nghĩ này nó ấp ủ suốt 30 tháng và đúng ngày 12 tháng 6 ngày sinh nhật của tôi. Chỉ bằng một cách click chuột, tôi tạo ra cái group này đặt tên là Phát triển doanh nghiệp Việt. Trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi viết tất cả các câu tiên ngôn một lúc, từ sứ mệnh, hoài bão, giá trị cốt lõi đến một số các quy định mà tôi đưa vào nội quy và đặt nó vào phần mô tả group ở bên trong ngoài, các anh chị nhìn thấy không? Tất cả những điều tôi viết lên gần như rất là dễ dàng, không phải suy nghĩ gì. Tôi cứ thế nó tuôn ra trong vòng khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tôi viết tất cả và nó gần như là xuất phát từ trái tim của tôi, từ suy nghĩ của tôi, không suy nghĩ, không cấp nhật từ đâu, cũng không phải là dùng những lời lẽ văn hoa bóng bậy gì mà nó như là xuất phát từ trái tim của mình ở một đêm lúc. Và tôi cũng đã chọn cái hình nền lúc là màu xanh, tượng trưng cho sự tử tế, tượng trưng cho sức sống, tượng trưng cho sự vươn lên, sự thịnh vượng và sự phát triển, đúng như tên gọi lúc là Phát triển Doanh nghiệp Việt. Lúc đó thì tôi cũng chưa làm logo, về sau thì bạn Nguyễn Minh Tuấn, bạn ơi, Nguyễn Minh Tuấn có đây không ạ? Nguyễn Minh Tuấn là một thành viên rất là tâm huyết ở Long An, cũng không ai yêu cầu ạ. Bạn hãy tự mình thiết kế một cái logo gồm 5 bàn tay nắm chặt vào nhau, tượng trưng sự đoàn kết, sự cam kết, sự thủy chung, sự son sắc và tượng trưng cho 5 giá trị cốt lõi lúc là thâm thiện, cởi mở, chân tình, thiết thực và lợi ích. Chúng ta hãy cho một tràng hỗ tay để cảm ơn bạn Nguyễn Minh Tuấn. Như các bạn đã biết, trong quá trình làm của lúc thì có những người đọc các câu tuyên ngôn của tôi và thấy thú vị, xin tham gia để nâng cao lên
Thiên Tài là ví dụ anh đọc các câu tiên ngôn, anh thấy thú vị, anh thấy trùng hợp anh ta sinh năm nào. Và cũng có những người tôi mời vào tham gia. Và trong suốt chặng đường thời gian vừa qua thì có những người đã đi suốt cùng tôi cho đến thời điểm này. Có những người đã có những người hùng riêng vì có một cách riêng. Và đó là một cái chuyện cũng rất là bình thường. Và tôi thấy rằng không có gì phải đánh đo. Nhưng cá nhân tôi vẫn chọn con đường đi xe group là con đường đi xe for free. Tôi có thể nói với các bạn rằng tôi chịu rất nhiều áp lực trong quá trình xây dựng group và vận hành group. Rất nhiều áp lực buộc tôi phải thương hại nó, phải biến nó thành cái con bò sữa để thu tiền. Và tôi đã không làm được nó. Tôi đã kiên định với group ban đầu của tôi là chia sẻ miễn phí hoàn toàn và không có một toan đến, không có một suy nghĩ, không có một lăn tăn gì vấn đề tiền bạc và vấn đề kinh tế, không thương mại hóa với bất cứ một chuyện gì nào. Đó là lý do có những người không cùng chung con đường với tôi và tôi vẫn phải ở lại tiếp con đường của mình. Thưa các anh chị, về con đường tương lai của group sẽ ra sao, tôi cũng chỉ có thể nói một điều là chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động xây dựng group. Và tất cả những hoạt động đó từ online đến offline sẽ dựa trên nền tảng hệ giá trị của đội group và không bao giờ đánh đổi nó, không bao giờ sai lầm nó. Đó là cái điều chúng ta và tôi luôn luôn nhận định như vậy. Cái thứ hai là chúng ta sẽ giữ gìn một group đúng nghĩa, sạch và xanh, không quảng cáo, không PR, không có những hoạt động mà liên quan đến tiền, đến vấn đề gọi là kinh tế, vấn đề thương mại. Chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ online, offline. Chúng ta sẽ nâng cao chất lượng của offline lên, chúng ta sẽ nâng cao chất lượng của bài viết lên, và chúng ta sẽ tập trung vào phục vụ cho khách hàng của chúng ta là các nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam. Họ cần gì chúng ta sẽ đáp ứng cái đó, và group sẽ hoạt động theo cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ không tự nhiên mà dân dân bất kỳ một người nào, bất kỳ một cá nhân nào, kể cả khi họ là người nổi tiếng, kể cả khi họ là chủ tịch hay là CEO của một công ty rất là to, mà chúng ta chỉ tôn vinh, chúng ta chỉ vinh danh cảm ơn những người đã đóng góp cho group. Và chính khách hàng của group là những thành viên, những nhà quản lý bệnh nhân sẽ là những người đánh giá, nhìn nhận các đóng góp của các chuyên gia cũng như là những thành viên khác để mà tôn vinh họ, để mà tôn vinh họ. Đó là cơ chế thị trường. Thưa các anh chị, mặc dù là chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi có một niềm tin rằng group chúng ta đã chọn đúng con đường và chúng ta sẽ có một sức sống rất là mạnh mẽ. Vì sao? Vì group chúng ta nó như một bộ lọc tự nhiên, nó sẽ sàng lọc tất cả những thành viên vào đây, chỉ những người tử tế, chỉ những người đàng hoàng, chỉ những người chính trực, chỉ những người cùng hệ giá trị sẽ ở lại với chúng ta, còn những người khác họ sẽ ra đi. Và cái cơ chế lọc tự nhiên này nó làm cho group chúng ta luôn bền vững, không bao giờ có thể bị sụp đổ, không bao giờ có thể thay đổi. Tại vì sao? Tại vì bản thân nó và hệ thống của nó đã là một cái máy lọc rất là mạnh rồi, không có sẽ lọt vào đây những con người không cùng giá trị, cho nên chúng ta sẽ rất yên tâm. Và tôi cũng mong rằng tôi chỉ là người thắp lên nhóm lửa đầu tiên, và các anh chị vào đây là những người tiếp tục thắp lên ngọn lửa cho group này. Chúng ta hãy cùng xem group như một đại gia đình. Chúng ta được có trách nhiệm bảo vệ nó, xây dựng nó. Chúng ta phải tiếp tục làm điều thử thế cho đời. Chúng ta phải tiếp tục đóng góp cho cộng đồng phát triển doanh nghiệp Việt. Và chúng ta hãy làm đúng với cái tên gọi của group là group phát triển doanh nghiệp Việt. Để thực hiện điều này, chúng ta cần những con người sâu sắc thủy chung. Tôi nhắc lại là từ sâu sắc thủy chung. Bởi vì không có những con người đó, giúp chúng ta sẽ không phát triển được. Các anh chị đồng ý không? Và cuối cùng, tôi mong tất cả các anh chị thấu hiểu và cảm nhận được những gì chúng ta chia sẻ hôm nay. Chúng ta ngồi đây hôm nay cảm nhận được cái không khí đồng ấm, thân tình trong cái buổi sự hoàn tráng lung linh, nhưng không kém phần ấm áp và thân tình. Xin chúc tất cả một buổi tối ngon miệng, vui vẻ, ấm áp. Xin chào. Mời bạn Thủy Trà, thành viên rất tâm lý của group đến từ xứ chè Thái Nguyên, sẽ đại diện cho nhóm chúng ta lên tặng hoa cho nhà sáng lập như là sự tri ân của tất cả các thành viên dành cho anh. À, xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Vũ Long, cảm ơn những tâm huyết anh dành cho group. Xin chào rất nhiều. Xin chào thành viên
nói. Xin cảm ơn Hùng Tràng. Xin cảm ơn tất cả các chị. Kính thưa tất cả các chị, và ngay sau đây chúng tôi cũng xin được mời một thành viên rất là tâm huyết đến từ thành phố Hà Nội. Chị sẽ lên cảm ơn các lời phát biểu của mình cũng như là những cái lời tri ân dành cho những người đã tạo ra ngọn lửa đầu tiên trong lúc chúng ta. Xin được mời chị Hạnh Dung Nguyễn đến từ Hà Nội. Các anh chị và các bạn, lời đầu tiên mà tôi muốn nói cũng là lời gửi gắm của team Hà Nội. Xin chào thành phố Hồ Chí Minh. Lời thứ hai mà tôi muốn nói, đây là lần đầu tiên tôi tham dự một lễ sinh nhật, mà không phải là lễ sinh nhật của một ai đó, mà là lễ sinh nhật của chính chúng ta, Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt. Có lẽ tôi cũng xin tự giới thiệu về mình một chút. Tôi là Dung, Facebook là Hạnh Dung Nguyễn, đến từ team Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Hà Nội. Vâng, kính thưa các anh chị và các bạn, nhân ngày vui chung, tôi xin chia sẻ với mọi người về suy nghĩ của góc nhìn của tôi về ý nghĩa của một cái tên. Một cái tên đôi khi nó cũng là định mệnh. Nếu nói về sứ mạng, về tầm nhìn, về giá trị cốt lõi, thì đôi khi tôi thấy mình vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Nhưng nếu về nói về một cái tên thì tôi lại hình dung ra ngay anh ấy là ai, anh ấy là người như thế nào. Thưa các bạn, có người nói rằng im lặng là đỉnh cao của âm thanh, còn tôi lại cho rằng đơn giản là đỉnh cao của phức tạp. Nếu như một cái tên dễ hiểu, dễ đọc thì nhớ, dễ nhớ đối với tôi và các bạn thì cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Chắc mọi người cũng đoán ra ý tôi muốn nói đến cái tên đấy là ai. Vâng, Phát Triển Doanh Nghiệp Việt là cái tên ấy. Đọc tên, chúng ta đã thấy rõ ràng sứ mạng của nó. Sứ mạng của nó và chính cái tên ấy đã mang tôi đến đây vui chung cùng với các bạn. Hôm nay chúng ta tổ chức lễ thôi nôi cho anh ấy. Anh ấy tên là Phát Triển Doanh Nghiệp Việt. Thưa các bạn, thông thường thì sau khi một bài hát trở thành hit thì người ta mới tìm hiểu tên tác giả của bài hát đó là ai. Người anh mà tôi muốn nói đến, người chị mà tôi muốn cảm ơn, đó là anh Nguyễn Hữu Long và chị Jali Phạm. We say love me, we say for me. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả anh chị và các bạn có mặt trong căn phòng gala đêm nay. Tôi thực sự thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc và xúc động khi được đứng trên sân khấu này để chào đón tất cả các anh, các chị đến chung vui ngày hội. Đó là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất của Mr. Phát Triển Doanh Nghiệp Việt. Một năm đã qua đi. Vâng, một năm, khoảng thời gian so với không dài so với đời người, nhưng đối với chúng tôi đây thực sự là một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Nó đã mang đến cho chúng tôi không chỉ niềm vui mà còn rất nhiều nỗi buồn ra tiếp. Trên con đường đầy trong gai ấy, chúng tôi rất may mắn có những con người và có những người bạn đồng hành, là những con người vô cùng nhiệt huyết, có trái tim nhân hậu, những con người có cùng chung với nhau với hệ giá trị, và họ đã đi cùng chúng với chúng tôi thủy chung sâu sắc đến tận bây giờ. Và cũng có những con người chỉ cùng chung với chúng tôi một đoạn đường và rồi lại chọn cho mình những ngả rẽ khác nhau. Ô, đó cũng là những chuyện bình thường trong cuộc sống. Cho dù tôi cũng cảm thấy nghiệt ngã và xót xa, và chúng tôi thì vẫn kiên định và thản nhiên bước trên con đường mình đã chọn. Tôi và anh ấy cũng đã qua những lúc tưởng chừng như gục ngã, tưởng chừng cũng không gượng lại nổi trước những dông tố của cuộc đời, trước những điều nghiệt ngã, tưởng chừng vô lý của nhiều người thế gian.
Nhưng rồi, chính trong lúc như vậy, những trang thư, những dòng tin nhắn và cả những cuộc điện thoại lúc nửa đêm với những lời lẽ thiết tha chân tình đã giúp chúng tôi đứng vững cho đến bây giờ. Còn nhiều lắm những cuộc điện thoại, những tin nhắn xin được đóng góp, tài trợ bằng vật chất, tinh thần và cả những sản phẩm trí tuệ cho của chúng ta. Còn nhiều lắm cả những ánh mắt rực lửa tình yêu của tất cả các anh chị em trong khán phòng đêm nay dành cho chúng tôi. Tất cả những con người đó, họ say sưa làm việc này vì điều gì vậy? Khi nơi đây không có chỗ cho sự hào nhoáng phô trương, nơi đây chúng tôi chỉ có một tấm chân tình. Và tôi biết rằng sẽ không có một trở ngại nào, không có một khó khăn nào có thể ngăn cản được bước chân chúng ta, những con người có mặt ở đây hôm nay. Tôi chỉ tiếc cho đêm hôm nay không đủ dài để tôi có thể gọi tên tất cả những người mà tôi yêu quý. Tôi chỉ tiếc cho căn phòng đêm nay không đủ rộng để tôi rơi một vòng tay. Tất cả đã mang lại cho tôi một xúc động không xiết. Và tôi biết rằng mình không thể chu toàn, không thể không có những thiếu sót. Chỉ mong bạn đừng giận, bạn đừng buồn khi đêm nay tôi cười trong nước mắt lọt khi tôi yêu và biết bao nhiêu. Lời cuối cùng tôi dành cho anh, người đã đồng hành với tôi hơn 30 năm qua. Em biết bước đường chúng ta đi không chỉ toàn hoa hồng mà còn còn nhiều bình thức, nhưng hãy yên tâm anh ạ, con đường đã cho ta đi, đừng lo gian khó, đừng vì trông gai chân trồn gối mỏi, đừng ai bên anh luôn có bờ vai êm đềm. Con đường đến với trái tim gian nan chắc chờ ngập chìm hư vô, cho dù sương gió mịt mờ em đưa anh đến bên bờ bình an. Vậy anh nhé, xin anh đừng buồn nản, hãy mở lòng cực nhà với gian nan. Em vẫn đó cả một trời lãng mạn đủ xua tan những nhức nhối lòng anh. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn. Khó khăn mà cá nhân chị, anh Long và nhóm đã phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị vì những đóng góp thầm lặng cho nhóm và cho tất cả mọi người. Kính thưa tất cả các anh chị, anh Long và chị Giang Lưu, họ là những người đã nhóm ngọn lửa này lên. Và ngọn lửa có thể tiếp tục cháy được hay không và cháy như thế nào, chính là nhờ công đóng góp của tất cả các anh chị, của tất cả chúng ta. Chúng tôi rất mong muốn được nhìn thấy những ngọn lửa từ phía tất cả các chị ở phía dưới. Xin được mời các chị mỗi bạn hãy cử một đại diện thắp nến cùng đi vòng quanh khán phòng và để cùng chúc mừng Hướng Phát Triển Doanh nghiệp Việt một năm sinh nhật. Xin cảm ơn các chị và xin hai người mẫu của chúng ta xin mời các chị đi xuống phía dưới và cùng mời tất cả mọi người cùng lên sân khấu. Và xin mời tất cả các chị chúng ta cùng thổi nến để chúc mừng một lần nữa, chúc mừng sinh nhật cho Hướng Phát Triển Doanh nghiệp Việt của chúng ta một năm tồn tại, phát triển và một năm cống hiến. Và xin mời các chị bắt đầu cùng thổi nến ạ.
1, 2, 3. Xin mời các chị, chúng ta sẽ cùng các chị con đứng lên sân khấu luôn nè. Các chị cùng nhau mở và cùng nhau khuôn sân ban con. Xin mời các chị, chúng ta cùng mở và cùng khuôn sân ban luôn nè. Thưa các chị, ba khuôn mặt trên đây, chúng
Thank you.
Thank you.
7, 8 chứ. 8. Còn hai người nữa, hai người nữa, hai người nữa. Mọi người thôi nha, chân là đuổi về á. Rồi, Lady First mời về. Ai, ai? Lẹ lên nè, lẹ lên để mình còn sướng, này mới vui thôi. Lẹ lên, anh Nam hụt cần cần người. Tên Nguyễn, lẹ. Rồi, người đầu tiên hy sinh. Câu hỏi dành cho anh như sau. Người miền Bắc gọi con lợn, anh gọi con heo là con lợn. Người miền Nam gọi con lợn là heo. Vậy người miền Trung gọi con lợn heo là con gì? Anh. Rồi mời anh đi về. Không có câu này. Người miền Bắc gọi con heo là con lợn, người miền Nam gọi con lợn là heo. Vậy người miền Trung gọi con lợn là gì? Dạ con hợi. Mười hai con giáp có con này phải không mấy anh em? Đâu có dễ lấy quà là tổ chức đâu. Không được đắc đùng. 5 4 3 2 1. Rồi chúc mừng anh luôn. Trời ơi con này dễ, dễ luôn. Gọi là tiểu trư. Đúng không mọi người? Cho chàng bước tay à. Mỗi ngày mình ăn thịt heo. À, sườn heo nó đạo. Sườn, cơm sườn nướng. Sườn không ăn ăn hết. Nói chung là heo. Và anh biết quê hương con heo ở đâu không? Quê hương con heo ở trong trường lợn. Sao? Anh có nguyện vọng gì không? Anh biết tại sao phải chuồng lợn không? Tại đất nước mình có hai con câu. Ai ở Bắc Ninh? Giơ tay lên, ai ở Bắc Ninh? Anh biết tại sao quê hương con heo ở Bắc Ninh không? Anh biết không ạ? À? Anh biết một phần quà dành cho anh. Một phần quà đầu tiên dành cho anh, nếu không trả lời được tại sao câu trả lời là quê hương con heo ở Bắc Ninh. Anh trả lời chưa chính xác. Câu trả lời chính xác là trên đồng hồ gà lợn nét tươi trong màu dân tộc sáng tinh lên với đẹp quê hương đồng hồ ở làng Bắc Ninh là đúng không mọi người? Cảm ơn. Năm chính giữa số 1 và số 2 bây giờ. Bây giờ dạ không trả lời đúng sao không giờ không có quà anh ơi chia tay anh cái kim dài và kim ngắn nằm giữa số 1 số 2 đó chính là 12 giờ đúng không mọi người? Mặt mấy anh vậy đúng không khi mà hỏi câu này 1000 người là hết 950 người về đặt đồng hồ rồi có ai đồng ý không giữa số 1 số 2 mới là 12 giờ chứ anh không tin mấy anh chị về đặt đồng hồ rồi mấy anh chị mà nằm được giữa 1 giờ 8 phút mà nó nằm được là tôi thua mấy anh chị gì thua phải đặt đồng hồ thôi cho chị bóng tay à. Trước con ấu nhi, sau con sủng nhi. Câu hỏi này tại đây lại xíu, bạn hãy dễ thử. Ấu nhi là đứa trẻ còn đó họ mới đẻ ra nằm trên tay của nhà. Ôi ơi, ơi, đứng lên hết là ai là ngồi đứng lên à. Cái cặp đôi người ta không chỉ được phong cách thì
Và Lâm Duyên.
Xin chào cả nhà. Xin cả nhà cho một tràng pháo tay ạ. I love you. Thật tuyệt vời với một sản phẩm vừa rồi. Ngọn lửa thanh niên của một ca sĩ chuyên nghiệp. Văn xuyên khác bài hát này mình thì cái gì cũng nửa giờ nữa, một cuộc sống nửa đời rồi. Thì thật sự là bài hát cũng như là tay đàn hoặc là cả kể cả cái chuyện mà sáng tác ra lúc này thì cũng nửa vời. Nhưng mà mình cũng yêu nước thì khác trong sự chân tình. Nhưng mọi người cố gắng lắng nghe và hy vọng tối hôm nay sẽ được thêm tuyệt vời. Tuyệt vời những điều này chúng ta sẽ tuyệt vời. Xin mời cùng cảm hôn tay ạ. Mỗi sáng tinh mơ, ôi ta thích rồi. Thấy trời bay vẫn trôi, nụ cười nở trên môi. Thoáng qua đây, những niềm tâm từ đời. Đời vui đó đời kiếp đó khi ta còn có đam mê thôi. Đời vui đó đời